Hi, xin chào tất cả bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Tia Gaming, thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với tập tiếp theo trong series KZ Craft của mình. Thì mình ngày hôm nay thì mình sẽ chọn cái nơi này làm cái địa điểm để lưu lưu đồ thôi, chứ còn hầu như các series các bạn cũng biết rằng là mình không không mấy khi làm nhà. Đó. Thì nên là mình cất hết các cái đồ có trong đồ linh tinh này đi. Sau đó thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi về một cái hướng đây, về hướng này đi. Đó, đi phiêu lưu mà gặp con gì mới lạ thì mình cứ tìm hiểu thôi. À quên, mình chưa lưu cái điểm để mình TP về đây. Ok man, hình như mình lưu rồi phải không? À đâu, thôi lưu lại vậy. Hát. Đó. Sau đó thì mình sẽ đi thôi. Thì ở tập trước thì mình đã nhặt được một cái vũ khí, một cái gọi là cái gậy. Đó. Thunder Star. Thì nó có uy lực rất là mạnh. Thực ra thì mình cảm thấy là không biết là gây sát thương nó như thế nào, chứ mà gây vùng nổ ấy, đó, mình sẽ test thử cho bạn xem, là nhìn nó phá hủy mấy cái vùng kia. Đó, rất là mạnh luôn. Một tia sét, chỉ một tia sét là nó có thể gây. Ấy, girlfriend. Hehe. Hello. Ủa, ở đây không có hoa. Hình như là mình nhớ không nhầm là mấy bạn nữ này, ui, có thể là tặng hoa được. Ok, mình nhớ ra. Bây giờ mình sẽ phải ra chỗ có hoa, hoa hồng để có thể là lấy thật nhiều bông hoa. Còn này làm sao? Chết đi mấy thằng nhóc. Chết rồi, chúng nó chết hết rồi. Các em sợ quái quá à. Để đại ca giải thoát cho. Kia mình sẽ sang bên kia đi. Nhưng mà mình... ôi, hết gỗ rồi. Giá như còn gỗ mình làm cái thuyền nó phải nhanh hơn không? Thôi cạn. Mình sẽ biến thành con... bướm bướm. Bé nhỏ. Ê, cẩn thận, chết đuối. Hi hi, rất là tiện lợi. Con này mà xuống nước một cái là chết cỏng queo ngay. Ô. Oh. Rồi ok, hạ cánh, hạ cánh, hạ cánh, an toàn. Ờ, con này là con bé nên là có mỗi máu, mình rất là nguy hiểm. Thế nên là mình ít khi sử dụng lắm. Và giờ giết được con to đi. Ok, trước tiên thì mình sẽ chặt ít gỗ. Hiểu chưa? Ồ, ở đây rất là nhiều girlfriend. Khi tán tỉnh được tặng hoa girlfriend thì mình sẽ được cô nàng đó bảo vệ. Tức là phê. Ê, đây, hoa đây rồi. GG. Thì mình sẽ tặng thật là nhiều. Hai bông rồi nhá. Mình sẽ đi kiếm thật thật là nhiều. Trời ơi, lại cái bọn đạo tặc. Chúng mày làm sao? Yêu nhau à, lao xuống đấy mà. Ấy. Thằng kia. Cái này thực ra nó đánh người mình cảm thấy rằng nó không mạnh. Nó chỉ là gây sát thương vào những cái block này, nó có thể là nó mạnh nữa. Ui, rất là nhiều girlfriend ở đây luôn. Bây giờ mình sẽ ui lên trên kia lấy đống hoa hồng nha. Tập ngày hôm nay chắc là có lẽ là chuyện chỉ đi tán gái là cái gì ấy, sợ run à. What the fuck run? Really? Tập ngày hôm nay có lẽ là mình chỉ đi tán gái thôi. Hi hi. Thật là nhiều hoa. Không biết là tặng hoa vàng này có được không. Mình được biết rằng là chỉ có hoa đỏ là tặng, nó sẽ theo mình, nó sẽ thuộc về mình. Còn hoa vàng chắc là cũng thế. Tí nữa mình sẽ test. Tóm lại là như vậy. Thì rất là nhiều. Rất là nhiều rose. Rosy. Ok, bao nhiêu bông rồi? 11 bông rồi, ngon.
Mời em về với đội của anh. Của anh nè. Mấy con run này nhìn nó khó khó chịu đấy nhỉ. Đâu rồi? Mấy em xinh tươi đâu rồi? Bên này nhỉ? Lấy mình đi từ bên này sang mà. Đây rồi, đây rồi. Rất rất là nhiều luôn. Tặng hoa, tặng hoa, tặng hoa. Hello. Ui. A a a. Xịt à? Được rồi, ok. Thành công rồi, lại còn có cả xịt cả. Tặng hoa lại còn có cả xịt. Làm sao? Đấy đúng rồi, chạy đi. Ok, giờ girlfriend đã thuộc về mình. Hi hi. Ôi, rắn kìa, rắn. Một con bot. Ở đâu? Mình sẽ hộ. Ôi, em đấy chết rồi, em đấy chết rồi. Ồ, bên này rất là nhìn lắm girlfriend này. Mình sẽ đây tặng thật là nhiều bông hoa. Hi hi. Ồ, bọn này thích hoa ha. Yeah, hai em. Em này thích à? Ba em luôn. Mình tặng hết đống này đi. Ôi, em này sao cái chuông này? Bốn em. Trời ơi, xin thôi. Mình thử tặng hoa vàng nè. Hoa vàng không được à? Ê, sao đánh nhau? Teo rồi, chúng nó. Ồ, hoa vàng là để thay quần áo à? Really? Thôi đi thôi em ơi. Làm sao, thằng này làm sao? Thằng này nó đánh anh. Thằng này nó định đánh anh. Múc nó. Múc nó. Hình như nó đứng gần biển đấy. Nó mặc bikini kìa. Girlfriend mặc bikini kìa. Thôi mình đi đường này đi. Chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình. Phiêu lưu. Phiêu lưu. Ba em rồi, có ba em để hậu thuẫn rồi. Ong phải không? Ong bóc cày đến đây mà tiêu này. Mình cắt cắt đít ong luôn. Hình như ở đây không có con gì nó gọi là hot cả. Có con này. Ui, ở đây rất là nhiều girlfriend. Rất rất là nhiều girlfriend luôn. Mình mà có nhiều hoa là làm một đại gia đình về ở chung cho chúng nó bảo vệ mình. Đấy, đánh nhau đúng rồi, đánh nhau đấy. Đánh nhẹ, hộ nhau mà đánh. À thằng này, thằng này nó đánh lén mình. Thật không thể tin được. Ê, đừng đánh chết girlfriend friend của tao. Đừng. Con ong bóc cày cún ạ. Ê anh ơi. Thầy em, nó đốt mình bị độc kìa. Mày làm sao? Ok, mình sẽ đào cái. Ôi, ngựa. Đào cái block question này ra. Quá là nhiều ngựa luôn. Chúng ta lại tiếp tục cuộc phiêu lưu nào. Do là mình bị trục trặc thế nên là đã phải TP quay trở lại. Giờ mình sẽ tiếp tục. Ô, oh. Thanh niên nào đây? Tượng của thanh niên nào đây? Kiểu như là mình nhìn giống vịt. Mỏ vịt mà mặc quần áo Superman. Chơi chơi người rơi nhỉ. Ok thôi, mình sẽ chế một cái thuyền để ra ngoài. Ngoài các hơi hòn đảo đi. Chứ ở đây chán lắm. Chúng ta sẽ chế một cái thuyền. Ơ, mình đánh cái con gì đây? Thôi kệ đi. Tạm thời là cứ đi chơi đã. Mấy em ở nhà nhá. Đừng đi theo đại ca. Ôi. Kiểu như là dân tị nạn. Ôi trời ơi, trời ơi. Dân tị nạn ở đâu đến ấy. Đông vãi. Thực sự là rất là đông các ạ. Mình không thể tin được là đông như thế này. Do là ham mê gái quá nên là mình đã đâm vào hỏng cái thuyền. Giờ phải chế cái thuyền khác này. No. Tránh ra. Ngay mình chả gú.
một cái gậy của mình rồi này. Cái này nguy hiểm lắm, này mình phải sử dụng cho nó chuẩn xác. Ok, chúng ta sẽ đi ra ngoài khơi tìm một vùng đất mới. Tìm một vùng đất mới. Không biết là có vùng đất mới không hay là đây là tận cùng rồi. Mình cứ đi thôi. Đi thật xa để trở về. Ui, có cả tượng đài trên biển à. Đèo đến nơi rồi. Tinh 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 tinh. Ê, rẽ 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 rẽ. Ủa trời ơi, bên này Zumbai đang chào đón mình. Ê, người em đưa mỏ vịt kìa. Mình sẽ không nhìn vào mắt nó. Người ăn đưa mỏ vịt hà. Oh no. Chúng ta sẽ lấy cái này đi. Cái này là ăn được nhiều lắm. Cái này là cái gì đây? Cây gì mình quên tên rồi. Làm sao? Một cái thằng baby này. Mình sẽ đổi sang con bướm này có thể là bay ấy hơn. Ủa mình giết con manti này lúc nào? Con muỗi này. Oh, mình sẽ đổi sang con này. Ủa mình giết con này lúc nào nhỉ? Anh ơi. Xem nào. Oh, mày đùa mới cả muỗi đại ca. Thôi bay thôi, không đùa mới đứng lại nó phét mấy chúng nó nữa. Mình giờ đi khám phá. Ui, dưới kia là một con rúi. Phải không? Tự nhiên hạ cánh thấp thấp xuống. Chúng ta có một con. Đúng rồi, đây là con rúi mà. Rúi đào đất kìa. Oh. What? What the hell? Mình không hiểu luôn. Tại sao là nó lại bị dính vào đất? Ok, đổi. Mình sẽ đổi người. Đổi thành hình người. Xong là TP ra đấy xem nó như thế nào. Dám đùa mấy anh. Con này láo lắm. Đâu nhỉ? Điểm chết đây. Giết chúng nó. Giết nó. Sao? Sao? Mày làm sao? Mày làm sao? Ôi, nó à, con này đúng, con này có khả năng có kiểu như cái skin là nó lấp đất vào người mình. Thế nên là vừa nãy mình chọn skin chọn cái trang phục là cái con ong kia. À con muỗi kia, thế nên là bị kẹt. Con này là các bạn phải chọn những con nào nhỏ nhất. Đó, ui. Đống thịt, chả được cái gì. Wow, con này có skin hay nhỉ. Ok, mình đã nhận được con rúi. Rúi. Ok, đống thịt, chúng ta lại tiếp tục thôi. Mình sẽ ra đây biến thành con ong. Con ong chăm chỉ của chúng ta. Chưa tiện ăn đã. Sao anh ơi. Em có làm gì anh đâu. Chưa kịp nói xong em có làm gì anh đâu. Nó chết nhăn răng. Chúng ta lại biến thành con ong. Bắn nổ của tao hả? Tiếp tục nào. Chúng ta cùng đi phiêu lưu. Ui, đây sao lắm hoa này. Có điều gì nghi vấn ở đây nha. Thật sự là đây rất là lắm hoa luôn. Có một cái con gì đấy. Đừng bảo The Queen nhé. Chúng ta sẽ bay theo hướng này đi.
Con Ender à? Ender cầm đao bổ bổ bổ. Ủa rất là nhiều luôn. May mà mình có skin con muỗi. Thế nên là nó giúp phần nào đó không bị sát thương đấy. Chứ cứ con bướm thay biến thành con bướm kia là có mỗi máu này. Con kia bắn cung trúng là chết luôn. Chết luôn và ngay. Ok. Con gì đấy? Ender Reaper. No, 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 no. Con này có cánh luôn hả? Nhưng mà mày không bay được cao bằng như tao. Ok, man. Wow, bướm khổng lồ, bướm 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 khổng lồ, anh ơi tha em. Tha này, tao không tha mày đâu. Mình từ đầu mình xin nó, bây giờ nó lại quay lại xin mình đấy. Con này thực ra đánh dễ, nó phun ra cái quả cầu lửa ấy, mình có thể là gạt nó đi. Wow. Uầy, khi đánh chết cái con bướm khổng lồ này là ra sinh ra nhiều bướm bướm con. Ui. Đồ 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 đồ. Mình sẽ biến thành người để đi nhặt đồ đi. Mấy cái đồ này đó thành có skin con bướm khổng lồ rồi. Hi hi. Phun dương đồ luôn à. Mấy cái đồ này mình sẽ phải nhặt. Sau này sẽ cần đến. Nhặt đi, nhặt đi. Rồi, ok. Pine peanut. Xong. Giờ mình thử sử dụng skin con bướm này nè. Con này to lắm nha. Ui. Con này to kinh khủng luôn. To này chỉ tổn lúc đánh nhau, chúng nó đánh vào người mình dễ thôi. Chả có cái gì là thú vị cả. Lại một con nữa. Mình khử tiếp con này đi ha. Yeah. Ngày hôm nay là thịt thịt bướm. Sao? Bướm với bướm không đánh được nhau à? No, mình dính chưởng rồi. Mình dính chưởng rồi. Mình không đẩy được cái quả cầu lửa. Thế nên là đang bị thiêu đốt. Chết chưa? Chết chưa? Ok. Giết được cái con kia mà lag luôn mà. Từ nha mình xem cái này nào. MOTH. Ồ làm được đồ này. Ngon, xuống nhặt luôn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chế được bộ đồ. Mặc cái skin con này béo quá. Béo quá mình không thể luồn lách được vào những cái ngõ hẻm. Rất rất là nhiều này luôn. Ngày nay chúng ta đã có một bộ đồ làm từ bướm. Bốn mươi sáu cái rồi, có rất là nhiều. Ok thì clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích thì hãy để lại một like và một comment để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.